Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bước ngoặt Channel của chúng mình. Trong clip ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ về cái vấn đề là những cái chi phí để mà duy trì hoặc hay là sở hữu một cái ngôi nhà tại Winnipeg Manitoba nói riêng cũng như là ở Canada nói chung nhé. Trước khi bắt đầu chương trình thì các bạn đừng quên nhấn nút subscribe kênh bước ngoặt channel để mà tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong clip này thì mình sẽ chia làm hai phần phần đầu thì mình sẽ nói tới những cái chi phí để mà sở hữu một cái ngôi nhà ở winnipeg manitoba và cái phần sau thì mình sẽ chia sẻ về cái chi phí để mà duy trì cái ngôi nhà đó trong suốt cái thời gian mà bạn sở hữu nó thì đầu tiên là về cái chi phí để mà sở hữu một cái ngôi nhà ở winnipeg manitoba thì các bạn cần nhớ rằng là khi mà các bạn sợ muốn sở hữu cái căn nhà đó thì các bạn sẽ có một số những cái chi phí để mà mua nó ví dụ như là tiền ngoài cái tiền mua cái ngôi nhà đó ra thì các bạn cần phải trả cái tiền phí cho luật sư cũng như là sang tên các thứ nọ kia cỡ vào tầm độ khoảng 2 phần trăm thì đó là cái cái chi phí mà các bạn cần phải tính và cần phải đưa vào cái ngân sách khi mà các bạn mua nhà ngoài ra để mà mua được cái ngôi nhà đó nữa thì các bạn sẽ cần phải có một số các phí khác ví dụ như là phí inspector tức là cái phí để các bạn trả cho cái người họ tới họ kiểm tra cái ngôi nhà cho các bạn để mà xem cái ngôi nhà đó có thực sự là an toàn hay không hoặc là có gặp những cái lỗi nghiêm trọng về phần gọi là cấu trúc gọi là structure hay không thì các bạn nhớ là cho dù bất cứ một cái hoàn cảnh nào thì các bạn cũng nên thuê cái người inspector này bởi vì là họ có cái kinh nghiệm trong cái việc là kiểm tra cái ngôi nhà của các bạn và cái phí này nó cỡ tầm khoảng từ 250 đô cho tới 500 đô cho một lần kiểm tra thì tùy cái việc mà các bạn tìm kiếm và thương lượng với cái người inspector. Thì thông thường cái người inspector sẽ được cái người gọi là realtor, cái người mà dẫn các bạn đi xem nhà ấy, họ giới thiệu cho. Tuy nhiên thì các bạn cũng có thể là tìm kiếm ở bên ngoài qua các cái mạng lưới của bạn bè để mà có thêm cái nguồn thông tin tham khảo cũng như là có thêm một cái lựa chọn khác nữa. Thế điều đó có nghĩa là nếu như mà các bạn mua một cái căn nhà Nó vào tầm độ khoảng 200.000 cho một cái ngôi nhà đó Thì các bạn sẽ tính thêm là mất thêm độ khoảng từ 4.000 nghìn, 4.000 nghìn tức là 2% trị giá ngôi nhà Kèm theo một số những cái chi phí lọt vặt nữa Thì các bạn nhớ lưu ý để mà cân đối cái ngân sách Cũng như là dự tính cái kế hoạch để mà uh, tìm mua cho mình một cái ngôi nhà Và các bạn nhớ một điều này là Những ngôi nhà ở Canada nói chung hay là ở Winnipeg nói riêng thì có khá là nhiều những cái căn mà cái tuổi đời của nó là tới cả hàng trăm năm ví dụ như là cái ngôi nhà của mình chẳng hạn thì nó được xây dựng từ những năm 1912 điều đó có nghĩa là nó đã được 107 năm rồi tuy nhiên các bạn nhớ lưu ý rằng là cái tuổi đời của cái ngôi nhà thì đối với ở Canada đây thì nó cũng không quá là quan trọng khi mà được sơn sửa lại, được lát lại sàn, được sơn lại mới, rồi đôi khi với những cái nhà cũ nữa thì họ có thể là thay bồn tắm, thay cái nọ cái kia, cho nên là khi mà thay mới lên rồi thì trông nó rất là đẹp, trông nó giống như là mới xây dựng. Còn cái phần khung gỗ ở phía bên trong của cái hệ thống ngôi nhà thì không có vấn đề gì cả. Nếu trong trường hợp mà nó bị mục hay là nó có dấu hiệu bị mối mọt chẳng hạn thì thông thường inspector người ta cũng sẽ phát hiện ra cho các bạn thì các bạn nhớ là thuê cái người gọi là inspector để mà họ có thể tư vấn và kiểm tra cái ngôi nhà cho các bạn nhé trước đây ấy, thì khi mà mình mua cái ngôi nhà đầu tiên thì mình có nhớ rằng là sau khi thuê cái người inspector xong thì họ phát hiện ra rằng cái ngôi nhà mà mình định offer ấy, nó bị nghiêng tức là cái basement của họ cái cấu trúc cái basement của họ nó không được tốt cho nên là nó bị nghiêng nếu như mà không thuê inspector về và mình mua cái ngôi nhà đó về thì cái lỗi bị nghiêng đấy nó gần như là tốn kém của mình rất là nhiều chi phí và thậm chí là có thể là phải bỏ nguyên cái căn nhà đó đi để mà xây một cái căn nhà mới cho nên là đừng có tiết kiệm cái chi phí để mà thuê inspector các bạn ạ à. thì quay trở lại cái vấn đề mà nhà ở kara nó có tuổi đời cả trăm năm như vậy ấy, thì khi mà mình mới sang để mình mình đi tìm mua nhà ấy, thì mình thấy rằng là ôi cái nhà này nó tuổi đời cả trăm năm như vậy rồi ấy, thì cũng có chút phần e ngại. Thế tuy nhiên khi mà mình ở trong cái ngôi nhà đó rồi thì mình thấy rằng nó không có vấn đề gì cả. Nếu như mà các bạn sợ hỏng hóc thì các bạn có thể là thay lại mới các cái thiết bị uh, như là vòi tắm hay là bồn rửa bởi vì uh, cái vòi tắm này hay là bồn uh, rửa bát này là những cái thứ mà nó có thể là nó hỏng chẳng hạn. Thế nhưng mà nếu như mà các bạn thay mới hoặc là các bạn có thể là uh, sử dụng những cái thiết bị tốt thì không có vấn đề gì cả đâu. Từ lúc mà mình mua cái ngôi nhà này thì mình có hai cái lỗi mà cần phải sửa. Cái lỗi thứ nhất là trong cái nhà tắm cái vòi hoa sen ấy khi mà mình tắm bởi vì là do cái lực tác động mạnh trên cái vòi hoa sen nó bị gãy và dẫn đến là nó bị dỉ nước và mình phải thay. Bởi vì khi mà với cái căn nhà ở Winnipeg Manitoba nói riêng này này khi mà nếu mà chỗ bất cứ chỗ nào mà bị dỉ nước mà các bạn không thay thì nó sẽ dễ lên cái gọi là mốc và khi mà mốc thì các bạn sẽ phải cắt cái khung tường đó ra để các bạn thay bằng một cái miếng gọi là miếng drywall mới thì cái lỗi đó thì cũng không đến nỗi khó sửa nhưng mà các bạn cần phải xử lý cái vấn đề về mốc nếu không thì nó sẽ lan ra các cái phần khác thì cái mốc ẩm mốc ấy thì là cái vấn đề mà mọi người cần lưu ý nhiều hơn thì tuy nhiên nếu như mà các bạn giữ nhà cửa khô ráo và sạch sẽ thì không bao giờ có vấn đề về mốc cái lỗi thứ hai nữa mà gia đình mình gặp đó là cái hệ thống vòi nước ở trong tường ấy thì nó dỉ ra và dẫn tới cái việc là nó thấm xuống sàn à, xuống trần nhà và cuối cùng là mình phải thay cái trần cắt miếng trần đó ra và mình thay thì từ lúc đó tới giờ thì cũng không có vấn đề gì với cả với cái chi phí thứ hai để mà duy trì một cái ngôi nhà khi mà các bạn sở hữu ấy thì đó là cái chi phí lớn nhất là chi phí thuế nhà hàng năm thì các bạn nhớ là cái thuế nhà hàng năm thì nó nó tối đa khoảng là hơn 2% một chút thì tùy cái giá trị ngôi nhà Ví dụ như là cái ngôi nhà nhà mình Nó tầm khoảng hơn 200 nghìn Thì cái tiền thuế của nó sẽ tầm khoảng Là 2.700, 2 tám gì đó Thế thì đó là cái phần nặng nhất Không như là cái những cái ngôi nhà ở Việt Nam Bởi vì là nhà ở Việt Nam mình Cái thuế nhà thì cũng khá là uh, Thấp, thế tuy nhiên thì cái sự khác biệt lớn giữa sở hữu một cái ngôi nhà ở Việt Nam và sự sở hữu một cái ngôi nhà ở Canada như thế nào khác nhau như thế nào thì lát nữa mình sẽ nói sau cái cái chi phí thứ hai nữa để mà duy trì một cái ngôi nhà đó chính là cái phần gọi là bảo hiểm bảo hiểm cho ngôi nhà ở đây có nghĩa là nếu như trong trường hợp thiên tai sự cố hay là hỏa hoạn xảy ra thì các bạn sẽ được bồi thường chẳng hạn thì các bạn nên nhớ là cho dù là các bạn có trả thẳng tức là pay off tức là trả hết cái tiền mua nhà đó thì các bạn vẫn cần phải mua cái bảo hiểm cái điều đó mua bảo hiểm có thể là không bắt buộc thì tuy nhiên thì các bạn vẫn nên mua bởi vì là nếu trong trường hợp mà có sự cố hay hỏa hoạn xảy ra thì cái ngôi nhà của các bạn có thể là sẽ phải xây dựng lại mà cái công xây dựng ở đây cái nhân công lao động ở đây thì khá là cao và nếu như các bạn không mua bảo hiểm ấy thì sẽ không có cái khoản tiền bảo hiểm nào khác để cover cho các bạn tức là chi trả cho các bạn để các bạn xây dựng lại cái ngôi nhà thì lúc đó cái ngôi nhà của các bạn gần như là chỉ có giá trị về đất thôi mà cái giá trị về đất của cái ngôi nhà ở đây thì nó cũng không cao ví dụ như là ở khu vực nhà mình với cái nhà trị giá khoảng hơn 200 trăm nghìn thì một cái miếng đất nó chỉ tầm khoảng 80 mươi thôi còn lại là cái chi phí xây dựng cũng như là nhân công lao động nhân công xây dựng và cái điều mà khác biệt giữa cái việc sở hữu một cái ngôi nhà ở Canada và sở hữu một cái ngôi nhà ở Việt Nam có nghĩa là cái khi mà bạn sở hữu ngôi nhà ở Canada thì các bạn sẽ được quyền sở hữu cái ngôi nhà đó còn nếu như mà sở hữu một cái ngôi nhà ở Việt Nam thì các bạn chỉ là quyền sử dụng đất thôi, điều đó có nghĩa là bạn cái miếng đất đó nó không phải là tài sản của các bạn. Thế còn đối với ở Canada thì khi bạn sở hữu một cái ngôi nhà và cái mảnh đất đấy của bạn thì mọi người khác thì người khác bất khả xâm phạm luôn. Nó gọi là private property tức là nó là tài sản riêng của một cá nhân. Đó là một số những cái thông tin cơ bản mà mình cung cấp giúp cho các bạn để các bạn có thể hình dung thêm về cái việc là chi phí để mà mua được một cái ngôi nhà ở Canada cũng như là cái chi phí để mà duy trì cho cái ngôi nhà đó nhé nếu như mà còn bất cứ vấn đề nào chưa rõ thì bác các bạn cứ để lại comment ở phía bên dưới bây giờ thì chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo